Mừng chào các bạn trở lại với kênh Bầm Vô Blog nha. Ok các bạn, hôm nay sao? Hôm trước khi mà Bầm đưa ra một cái đội hình để các bạn có thể là đi được cái map sự kiện trong cái thời gian nhanh mà cái giá tiền nó cũng ok các kiểu đó, thì Bầm đọc được ở phía dưới là đâu đó cả 100 cái bình luận, 100 cái bình luận luôn các bạn, nói là không có đinh thì sao, không có đinh thì sao, không có đinh thì sao. Thì cũng được thôi chứ có sao đâu, chúng ta sẽ thay thế bằng một cái con unit khác với cái mức tiền nó rẻ hơn. Thì bây giờ Bầm sẽ vào hướng dẫn và Bầm sẽ nói rõ ràng từng chuyện và cái đội hình đó đi như thế nào, làm cách nào để thời gian nó nhanh nhất luôn nè. Vô chơi. Rồi ha, chúng ta thay vì Rin á thì bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta phải xài cái con Lucky Speakerman. Tuy nhiên cái con này nó bị một cái vấn đề là các bạn cũng biết rồi đúng không? Lâu lâu nó lắc cái ao e cho nên nó là ép đầu của nó gọi là có thể gọi là ổn ổn thôi các bạn, chứ nó cũng không gọi là tuyệt đối giống như là con Rin được. Và cái thời gian chắc chắn là nó lâu hơn rồi, hay nó là cái chuyện chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó, thấy không? Các bạn thấy nó lắc ràm không? Đó, nó đánh là lâu lâu nó như vậy, và nói lại lần nữa phải chấp nhận và chúng ta bắt buộc phải có cái thời gian nó lâu hơn so với dùng cái đội hình kia. Và mình cũng có nói rồi là các bạn chơi cái này đó thì là các bạn gọi là phải có những cái con slow thì mới có thể auto skip được, là bởi vì là có cái con little led đó các bạn, nó rất là khó, cho nên là vậy. Rồi thôi nè, đến quầy 4 thì chúng ta trở lại cái chuyện xây đi các bạn, rồi Bầm sẽ nói sau ha, nói về cái chuyện đó sau, bây giờ phải xây cái đã đó. Rồi ok, có nghĩa là sao, các bạn xây cái con này ở level 1 xong, sau đó các bạn xây ba con Santa, đến quầy thứ 4 đó các bạn phải có một cái con cameraman cầu vòng để mà nó có thể nó đép được cái này với cái tốc độ nhanh nhất có thể ha. Rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng thôi các bạn. Rồi level 5 các bạn lại xây cái con cameraman cầu vòng nữa ở đây. Các bạn hỏi ủa sao xây đen chi cái cục gì, thì Bầm nói luôn tối ưu thời gian chứ không có gì trên các bạn. Khi các bạn xây ở đây nó tiếp cận được liền cái con toilet đúng không, thì chúng ta tối ưu thời gian, rồi sau đó đó chúng ta giải quyết cái chuyện khác nữa, chúng ta giải quyết ở phía sau. Còn bây giờ là cần cái thời gian nhanh, như Bầm nói rồi đó, chiến thuật gì đi chăng nữa, chơi cái unit gì đi chăng nữa, nó cũng cần cái thời gian nhanh. Rồi số tiền còn lại các bạn vui lòng, các bạn có thể up những cái con Santa TV Man từ từ lên để chúng ta tối ưu được cái thời gian farm tiền. Bởi vì hai cái con này nó đẹp ổn rồi các bạn, không có bất cứ cái vấn đề gì xảy ra ở những cái quay tiếp theo cả. Rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng ha. Quay thứ 8 các bạn gọi là các bạn để lại cái tiền này nè, các bạn chỉ up hai cái con này lên level 3 thôi nha các bạn. Hang Santa này nè lên level 3 nha. Tiền dưới để yên cho Bầm nha, để yên cho Bầm nha, đừng nhúc nhích nè. Xây tiếp con này lên để nó đép cái đám tự này nè nhanh nhất có thể, đúng chưa? Quá ổn định, có gì đâu xảo. Rồi up tiếp cái con Santa này từ 4 lên 5. Nói chung là cái việc mà các bạn xây và các bạn up những cái con unit này á các bạn, nó cũng gọi là dùng từ gì ta, nó cũng gọi là đơn giản ở một cái góc độ nào đó thôi, nhưng mà quan trọng nhất là làm sao chúng ta tối ưu thời gian á, nó mới là cái thứ chúng ta cần. Rồi level này các bạn up cái con cameraman cầu vòng ở đây nè, từ level 1 lên level 2, rồi sau đó chúng ta lại có đủ tiền chúng ta up một cái con Santa đó từ level 3 thẳng lên level 5 luôn. Nó có nghĩa là sao? Lúc nào farm tiền thì farm, còn lúc nào cần đép thì đép. Rồi tiếp theo nha, bạn nhìn đi, quay 11, quay 12 là quay dễ, thì đó chúng ta chỉ tập trung farm tiền. Và ở quay 11 các bạn làm sao đảm bảo có tổng cộng là 3 con Santa ở level 5 là các bạn đang làm đúng, đang làm chuẩn mực rồi đó, không gì phải sợ hãi nữa, rất là đơn giản. Đến cái quay này các bạn đã có thể xây con Toxic Updated Titan Cameraman lên để làm chậm những cái con toilet lại và có thể tối ưu thời gian được rồi đó. Sau đó chúng ta farm một cái con Santa từ level 5 lên level 6. Bùm xin nhắc lại nha, các bạn hoàn toàn có thể làm khác Bùm, vấn đề là thời gian thôi. Và tại sao chúng ta lại phải sử dụng con Toxic Updated Titan Cameraman này, bằng phải con khác hoàn toàn các bạn, cái này các bạn up lên level 7 với Bùm luôn nha, 13 đó, up Santa này từ 6 lên 7 luôn, rồi Bầm sẽ nói về cái vấn đề chiến thuật sau. Đó, thấy không? Không có tù xích, không làm chậm những cái con này lại được thì chúng ta rất có thể là chúng ta sẽ lọt luôn những cái con này, hoặc là cái thời gian chúng ta đi rất là lâu nha. Rồi bây giờ chúng ta up cái con tù xích này từ level 1 lên level 2 luôn. Thấy chưa? Ổn như các bạn? Ổn thì không ổn, thì bây giờ quay lại đây up con Santa TV Man này lớn, có cái gì đâu mà phức tạp, có cái gì đâu mà khó khăn, đúng chưa? Thoải mái đi các bạn, thoải mái đi. Nó rồi đây này nè,
quay này nè, úp cái con này lên cho bầm, dạ ôi không có tua được, không có lọt được, rồi sau đó lại úp cái con này lên tiếp luôn. Có gì không các bạn, thua không? Không bao giờ thua luôn. Bùm, xác nhận với các bạn là không bao giờ thua luôn, chứ không phải là lấy nó. Nó đứng lại xoay đi, xoay nhiều vô sao thua được nha nha. Rồi tiếp tục nè, các bạn lại úp cái con này nè, cái con cameraman cầu vòng ở phía sau này nè, lên level nữa. Dễ không các bạn? Quá dễ luôn, gì đâu khó. Và thời gian còn tối ưu nữa các bạn, không có vấn đề gì xảy ra hết. Rồi bọc. Rồi trở lại farm tiền, trở lại farm tiền. Và bây giờ các bạn chỉ cần farm những cái con Santa này nè lên level 7 là được. Tới quay thứ 18 đó, các bạn có được ba cái con Santa TV Man ở level 7 là xong, là dễ dàng, là có thể gọi là hả, đếp vạt giờ luôn các bạn, không có cái vấn đề gì. Cho nên nè nha, up lên nè, dễ chưa, dễ chưa. Để 5.000 tiền tiếp tục up cái con Toxic lên nha các bạn. Đó, up lên. Thấy tối ưu thời gian chưa các bạn? Bây giờ là cái lúc chúng ta không cần farm tiền nữa. Số tiền đó chúng ta gọi là có thể đủ đếp được rồi, không cần thiết nữa. Lúc này bạn hoàn toàn có thể bán luôn những cái con như con này nè. Đâu cần thiết, đâu cần thiết, bán luôn đi. Đó, đó. Rồi chúng ta để tiền lại để mà chúng ta úp cái con hả cameraman cầu vòng ở vị trí đẹp đó. Có nghĩa là vị trí ở đây nè các bạn, lên level max là đẹp, gọi là đẹp tuyệt vời luôn các bạn, không có vấn đề gì xảy ra. Đó, úp lên, thấy chưa, ngon lành chưa. Ui ơi, rồi bây giờ cứ đơn giản là xây rất nhiều con cameraman cầu vòng lên và úp max tuyệt vời, quá dễ dàng. Thì thông qua cái chuyện này á, Bùm cũng muốn chia sẻ với các bạn là như thế này. Ở cái video về cập nhật cái sự kiện mới á các bạn, Bùm cũng có chia sẻ với các bạn về cái vấn đề là đi cái map này tại sao lại cần làm chậm, là Bùm cũng có nói rồi. Tuy nhiên á, là một số bạn kiểu giống như là Bùm nghĩ là một là bận quá, hai á, là có thể là các bạn gọi là, Bùm cũng không biết lý do là gì, nhưng mà Bùm thường khuyến khích rồi mọi người gọi là xem video của Bùm là xem từ đầu đến cuối á, là không phải là Bùm để mà kêu gọi là rồi mày mong muốn gọi là được cái này được kia. Tiền quảng cáo không hề, không hề. Tiền quảng cáo YouTube không có bao nhiêu hết các bạn. Các bạn xem ít xem nhiều, đối với Bùm nói thiệt luôn á, là cái số lượng view đó đó nó không ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập. Mà Bùm kiếm thu nhập phần nhiều là đến từ cái webshop. Mà Bùm gọi là kiếm webshop thì nói chung với các bạn á, thì làm video theo kiểu gọi là hả, làm đại có view rồi bắt đầu kích người ta mua là được rồi, chi ra đội hình rẻ chi các bạn mua hết. Tại vì Bùm muốn là Bùm muốn phát triển cộng đồng. Và để phát triển được cộng đồng á, thì các bạn phải có kỹ năng nó tốt hơn. Đúng chưa? Và để các bạn có kỹ năng tốt hơn á, các bạn phải theo dõi, phải quan sát từng những cái diễn biến trận đấu, xem nó như thế nào, thì các bạn mới có thể làm được. Đôi lúc các bạn cũng cầm cái đội hình đó, đặc biệt nhất là video lần trước. Khoan khoan các bạn, để Bùm xây rồi Bùm nói tiếp nha. Đợi xíu xíu, gấp gì đâu, gì đâu gấp, từ từ thôi, gì đâu nè, up mát nè. Không gì gấp, xây Bùm up rồi là mát lên hết đi, rồi Bùm mới nói lại cái câu chuyện kia nha. Đó, xây lên đây nè. Thầy á, để mà phát triển được cộng đồng, mà để mà gọi là các bạn gọi là chơi nó được hay nhất, hoặc là các bạn có thể là tối ưu được cái thời gian đó, bắt buộc là nó sẽ có những cái thứ nó hơi gọi là không có được vui lắm, mà nó dùng cái từ gì ta, nó hơi mang cái yếu tố mà giáo trình hướng dẫn, mà nó bị này kia các bạn, thì các bạn thông cảm đi. Bây giờ là đến cái quay đó Bùm mới có thể nói về cái chuyện đó được, chứ Bùm đâu có thể nói trước gọi là ngay trực tiếp trên ngay đầu video đâu. Các bạn xem sau hiểu đúng không? Giống như gì nè, quay 30 chúng ta có bao nhiêu con cameraman cầu vòng rồi, thì mới quay lại úp cái con Toxic, úp lại đi Titan cameraman và chuyển nó sang cho Gate. Thấy chưa? Bây giờ Bùm nói trước rồi, mình nói làm sao các bạn hiểu được. Và tại sao cho Gate là bây giờ là chúng ta cần là tiêu diệt ngâm nhanh gọn cái con gọi là Toilet lập tức, bởi vì chúng ta không cần slow nữa. Không phải không cần mà là chưa cần. Chưa cần slow những con đi trước, thì đánh cái con gọi là hả mạnh nhất để đảm bảo một điều là tiêu diệt quá nhanh, tăng cái tốc độ chơi. Thì đó, nếu mà Bùm gọi là hả đợi nói ngày đầu video thì làm sao các bạn có thể biết được chuyện đó, đúng chưa? Gần như là không biết được, đúng không? Đúng quay mới nói được. Thì Bùm cũng gọi là Bùm chỉ chia sẻ vậy thôi. Còn cái chuyện các bạn muốn xem bao nhiêu, các bạn xem xả hay các bạn xem gì, đó là quyền của các bạn, chứ sao Bùm nói được. Nhiều khi các bạn bận, hoặc là nhiều khi các bạn làm biến rồi cái kiểu cũng không biết. Bùm không phải các bạn cho nên là Bùm không biết, nhưng mà Bùm vẫn là cái khuyến khích đó để chi tăng kỹ năng lên. Ví dụ như các bạn cùng cầm cái đội hình đó, các bạn tự chơi, các bạn nhìn vô rồi tao biết đội hình rồi, tao tự chơi,
các bạn đi hả 18 phút. Nhưng mà nếu các bạn xem video của Bùm xem từ đầu đến cuối đó, các bạn đi về còn có 16 phút mấy. Có phải các bạn tiết kiệm được gọi là hả 1 phút mấy trên màn chơi không? Mà một cái event bạn có phải chơi một màn không? Bạn chơi 30-40 màn thì tính ra tổng cộng các bạn chỉ cần xem cho nó hết video thôi là các bạn đã hơn người khác rồi. À, thì Bùm nghĩ là đầu tư xem video nó có cái gì mà nó phức tạp đến mức độ mà xem. Tại vì Bùm không phải là Bùm nói theo kiểu gọi là không có con số, mà Bùm nhìn thấy con số và Bùm phải nói cho các bạn nghe chuyện này. Coi như là mới vô video khoảng đầu đó một phút à, là các bạn vừa nhìn thấy cái đội hình xong đúng không? Còn có khoảng 40% người ngồi lại xem. Sau đó hả các bạn xả ra cuối các bạn xem. À rồi sau đó các bạn hỏi chuyện đó làm sao bây giờ, làm sao? Khoan các bạn ơi, ở quầy 39 đó các bạn có thể là ngừng xây cái con cameraman cầu vòng nha. Lúc này chúng ta xây một cái con tô xích nữa, nhưng mà con tô xích này là các bạn để ở chế độ vết nha, chỉ một con này cho vậy thôi. Đã đến lúc chúng ta cần slow lại những cái con gọi là ở phía trước rồi đó. Rồi các bạn chỉ việc up nó lên mát thôi, không có gì chết. Rất đơn giản, video của Bùm là hướng dẫn, là các bạn yên tâm là yên cái tâm. Không sao hết nha. Nghe rồi trở lại vấn đề, bỏ ra 20 phút hoặc là mười mấy phút gì đó xem một video. Đổi lại các bạn gọi là ví dụ các bạn chơi 30 màn chơi, các bạn tiết kiệm được 40 phút, 50 phút, có cái gì đâu, đúng không? Không được. Các bạn bận lắm, mình biết các bạn bận mà. Coi như là coi đâu đó là bao nhiêu ta, đâu đó là 30-40% người gọi là ở lại coi giữa, xả tới khúc cuối coi bao nhiêu thời gian xong vô chơi, thời gian gọi là dài hơn, lâu hơn Bùm. Cái nói là ủa cái đó làm sao, các bạn bình luận ủa cái đó làm sao đó. Hoặc là Bùm nói là kể cả cái video Bùm cũng nói này, tại sao phải slow, và khi mà không xài con riêng thì xài con gì. Bùm cũng có nói rồi là xài con tô xít hoặc là xài con sinister, nhưng mà Bùm không có nói đầu game. Bùm nói là Bùm nói ở ngay giữa game gì đó các kiểu đó các bạn. Khoan, ở quê này các bạn lại bán một cái con cameraman cầu vòng và các bạn xài con tô xít lên nha các bạn. Xài đến đâu cũng được, không vấn đề gì đâu, cứ xài up mát lên. Có nói trong video, nhưng 100 bình luận vẫn hỏi là không có thì làm gì. Là do các bạn không xem, đúng chưa? Chứ đâu phải Bùm không hướng dẫn. Có hướng dẫn, nhưng mà các bạn muốn là theo cái kiểu gọi là hướng dẫn là phải lên video liền, lên video gọi là chi tiết, lên video là cái cách chơi từ đầu tới cuối nó như thế nào luôn. Thì ok, thì Bùm vẫn làm các bạn, Bùm vẫn sẽ phục vụ cho các bạn, nhưng mà nó không thường xuyên xảy ra đâu nha. Tại vì đôi lúc sẽ có những video mà gọi là gấp với các bạn, giống như review unit nó mới ra, thì Bùm phải tập trung Bùm review con unit đó trước, Bùm mới gọi là có thể làm những cái chuyện khác, đúng chưa? Chứ bây giờ không review unit đó thì lại là không phục vụ được cái cộng đồng chung. Các bạn không biết được unit nó mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào, chơi nó ra làm sao. Thì cuối cùng coi như là kênh này nó không phát triển dành cho những cái người gọi là chơi, gọi là phát triển được cộng đồng, mà chủ yếu đi phát triển dành cho những cái người gọi là không thèm xem video. Thì như vậy nó cũng hơi khó. Nhưng nói chung, đấy không phải là Bùm nói cái gì đó gọi là chê trách gì các bạn. Bùm nói lại một lần nữa, đó là Bùm đang khuyến khích các bạn để các bạn tốt lên thôi. Còn cái chuyện khác là tùy các bạn. Và Bùm biết luôn, có những bạn xem video ở ngay chính video này cũng vậy nè. Nhìn thôi, coi như là nhìn khúc đầu, thấy đội hình 4 con dưới này, xong ok, biết đội hình này, nhảy vô chơi xong lọt. Hoặc là nhảy vô chơi xong cái bắt đầu thời gian không được vậy, quay lại bình luận phía dưới để coi có đúng không nha. Thôi thì cái chuyện đó không nói nữa. Thì bây giờ nè, ở quay 49 các bạn sẽ thấy là chúng ta đã đầy đủ hết tất cả rồi. Qua đến quay 50 chúng ta sẽ tiến hành từ từ bán Santa và chuyển sang cameraman cầu vòng các bạn ha. Đó, bán đi, xây lại, chuyển qua lát, úp lên. Đó, những cái con ở cạnh bên này các bạn lát hết nha. Con này chưa nè, nãy lo nói chuyện quên đó, chuyển qua lát hết. Rất là đơn giản thôi các bạn, không có gì phức tạp hết. Quay 51 các bạn đừng bán Santa nha, nó còn đẹp được á. Quay 52 các bạn mới nên bán nha. Ok chưa? Ba tô xít được rồi các bạn, không có cần nhiều đâu. Nhiều cũng gọi là cái thời gian nó lên không nhanh nhiều, mà đôi lúc nó khó nữa. Rồi đợi tới quay 52 các bạn mới bán nha. Đó, đơn giản các bạn, quá đơn giản luôn, gì đâu. Rồi nè, tiếp nè, xây nè, chuyển qua lát nè, up mát nè. Ơi, ở đây cũng vậy, quay 52 thì các bạn gọi là bạn tiếp nè. Các bạn xây qua bên này cũng được các bạn ơi, ở phía sau nó hơi xa. Rồi lát nè, up mát, nói giờ tận hưởng đi chứ gì nữa. Nè các bạn, ngay đây nè, các bạn thấy không, thấy mấy con lít từ lát này không, 900 mấy chục ngàn máu nè. Khi các bạn không có được những con slow thì cái con lít này nó sẽ chạy dù, và nếu mà nó chạy theo kiểu mất dạy đó, có nghĩa là nó chạy bất mất phương hướng đó, không bám vào bất cứ con nào,
eo vô trong thua luôn. Vì vậy á là các bạn phải có những cái con làm chậm giống như con Toshiro Upgrade Titan Cameraman, hoặc là cái con Sinister, hoặc là con Rin. Nhưng mà cái con Toshiro thì giá nó rẻ hơn, rồi con Sinister giá nó cũng rẻ hơn. Và thêm một cái chuyện này nữa, các bạn biết là chuyện gì không? Còn một slot nữa là slot thứ năm, các bạn thêm con gì? Thì chúng ta thêm con búp thôi. Ví dụ giống như là các bạn thêm cái con búp về cái tốc độ đánh đi, rồi giờ làm giảm cái cooldown lại đó, tăng tốc độ đánh lên đó. Các bạn ví dụ các bạn xây ở góc này thì các bạn có thể búp được tất cả những cái con unit ở đây, thì cái thời gian chơi sẽ nhiều hơn. Ổn định chưa? Ngon lành chưa? Có vấn đề gì xảy ra không các bạn? Thậm chí nè, ở quay này nè, các bạn thấy 40.000 tiền nha. Các bạn bán cái con ở đây, các bạn xây con tổ xít lên, up lên mát luôn. Thì lúc này á, thì thời gian của các bạn nó sẽ tối ưu hơn. Đương nhiên là các bạn để y như cũ, nó vẫn chiến thắng chứ nó không có thua. Nhưng mà thời gian nó không được giống như vậy thôi. Nó rất đơn giản, nó đâu có gì đâu phức tạp. Thấy chưa? Và các bạn thấy tiền như thế này không? Không có dư nhiều. Xây là xây tối ưu tới vậy. Nhưng mà tóm lại nha, đội hình này, đội hình không có rin đó, thời gian các bạn sẽ chơi lâu hơn. Và nó có thể nó lên tới 17 phút à, đó, lậm tiền. Được chưa? Có video hướng dẫn gọi là những cái con rẻ hơn nữa đó nha. Còn tiếp theo là cái câu hỏi là ở con Toshiro này nó tới 400 gem rồi làm sao kiếm, thì Bùm nói nè các bạn. Các bạn vui lòng các bạn đi vô đây các bạn xem giúp Bùm đi. Các bạn qua shop nè, kéo xuống nè. Bây giờ với lại 800 trứng là các bạn đã có thể kiếm ra được 400 gem rồi. Mà nếu con nói con này vẫn còn mắc nữa thì thôi, thì Bùm nghĩ là các bạn nên tập trung vào cái việc các bạn là gọi là tập trung vào chính mình đó. Có nghĩa là mình đi farm nhiều hơn đi, mình đừng có đẩy những cái khó khăn quá nữa. Các bạn cứ đòi miễn phí, rồi các bạn cứ đòi auto skip, các bạn cứ đòi gọi là nó rẻ hơn, nó cứ liên tục lúc nào cũng là rẻ hơn đi, rẻ hơn đi, rẻ hơn đi. Thì Bùm nói nè, câu kết cuối cùng nha, có làm thì mới có ăn. Đòi miễn phí hoài á thì ăn cái gì? Không được nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Còn bây giờ thì bye bye. Nhớ lại đăng ký kênh. Nhớ lại đăng ký kênh đó nha.